Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hiện nay trên thị trường đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ thì có rất nhiều các cái tranh luận, tranh cãi khác nhau về ẩm hà tư nguyên và ẩm thủy tư nguyên. Thì cách viết nào là đúng? Thì video clip ngày hôm nay, ngày 21 tháng 5, cơ sở đồ gỗ Đồ Toàn Lành sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn hiểu biết thêm về cái nguồn gốc ẩm hà tư nguyên. Ẩm hà tư nguyên được dịch ra như sau: ẩm tức là uống, hà có nghĩa là sông, tư tức là nhớ nghĩ đến, nguyên tức là nguồn. Về nghĩa đen thì là uống nước nhớ nguồn, uống nước từ đầu nguồn, bắt nguồn từ sông Hoàng Hà. Còn về nghĩa bóng thì chúng ta được dịch ra đó là không quên cái nguồn gốc hoặc công ơn to lớn của người khác đối với mình, như cha mẹ có công dưỡng dục hoặc các chiến sĩ hy sinh để bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc. Chúng ta phải tưởng ơn, biết ơn, nhớ đến những công lao to lớn của những người đi trước. Đó là về ý nghĩa của ẩm hà tư nguyên. Hà tức là sông Hoàng Hà. Thì Hoàng Hà trong tiếng Hán thì hoàng có nghĩa là màu vàng của mặt trời, hà có nghĩa là mặt bằng, và ghép lại hoàn chỉnh thì Hoàng Hà là nước sông màu vàng. Sông Hoàng Hà là một con sông dài thứ hai châu Á, xếp sau sông Trường Giang. Với cái chiều dài 5.464 km thì sông Hoàng Hà được xếp thứ 6 thế giới về chiều dài. Sông Hoàng Hà còn chảy qua 9 tỉnh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hay còn gọi là Trung Quốc hiện nay. Chính vì thế mà điêu khắc chữ ẩm hà tư nguyên thì nghĩa bao quát rộng hơn rất nhiều so với ẩm thủy tư nguyên. Thủy chỉ nói chung là về nước, còn nếu Hoàng Hà, ẩm hà tức là ý nói về sông Hoàng Hà, con sông với cái chiều dài rất là lớn 5.464 km và được chảy qua 9 tỉnh. 9 thì là số sinh. Chính vì thế mà chúng ta nên khắc là ẩm hà tư nguyên thì nghĩa nó rộng hơn. Đây là bộ hoành phi câu đối được làm trên nền chất liệu gỗ gụ theo đơn đặt hàng của khách hàng tại thành phố Thanh Hóa. Đây là bộ hoành phi câu đối loại đại. Câu đối dài 2m17, dày 4 phân và rộng 28cm. Được điêu khắc rơi rơi lãng hoa, kèm với nội dung ở bên trong đó là tổ tông công đức thiên niên thịnh. Dịch nghĩa câu đối vế phải là tổ tiên có nhiều công đức thì mong cho muôn đời thịnh vượng. Tổ tông công đức thiên niên thịnh. Phần rèm câu đối được thiết kế 4 cây tứ quý 4 mùa. Và đây cũng là mẫu câu đối đang được bán chạy nhất hiện nay trên thị trường đồ gỗ đồ thờ cúng tâm linh, được cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành thi công và chuẩn bị bàn giao lắp đặt cho khách hàng tại thành phố Thanh Hóa. Gia đình anh đã đặt hàng. Bộ hoành phi câu đối được làm trên nền chất liệu gỗ gụ của Lào, gỗ gụ rất là bền, được nhập khẩu chủ yếu từ Lào. Gỗ có màu sáng, khi hoàn thiện rất là sáng bóng, mịn, đẹp. Chất liệu gỗ bền, không mối mọt, cong vênh, hạn chế tối đa. Câu đối vế trái được điêu khắc với nội dung tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Qua đây chúng ta cũng được học về cái chữ Hán Nôm, đó là tử ở đây dịch ra là con cháu, có hiếu có thảo thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Khi chúng ta sắm các bộ đồ thờ tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên, các bậc cha mẹ, những người đã có cái công ơn sinh thành dưỡng dục, hoặc chúng ta cũng tiến vào đình chùa miếu mạo thì tưởng nhớ đến các cái công ơn của những người đã đóng góp cho đất nước. Và phía dưới câu đối được thiết kế đó là lãng hoa. Mẫu này cũng rất là đẹp và đang được đánh giá là thịnh hành. Đi kèm với bức hoành phi ẩm hà tư nguyên được làm với thông số chiều dài là 2m17, chiều rộng là 67. 2m17 thuộc cung tài lộc, 67 thuộc cung đăng khoa trong thước phong thủy. Tấm ván dày 3cm. Liền tấm liền khối được điêu khắc 4 chữ ẩm hà tư nguyên. Và chữ Hán Nôm chúng ta đọc từ phải sang. Video đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành, cơ sở 6 ở làng nghề La Xuyên, Ý Yên, Nam Định.
Quý khách muốn sắm hoành phi cầu đối hãy liên hệ trực tiếp qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Cơ sở sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Hoành phi câu đối đây là bộ đại, bộ dài 2m17. Còn bình thường thì là chỉ dài 1m97, rộng 67. Ở đây chúng tôi đã làm dài 2m17 theo yêu cầu của gia đình. Đồ gỗ Hiền Lành cũng nhận được rất nhiều các cái đơn hàng từ quý khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi cập nhật thông số mới nhất từng ngày. Quý vị nhớ đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để tiện theo dõi hơn các cái video clip mới nhất nói về hoành phi câu đối cũng như các đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ. Đồ gỗ Hiền Lành cảm ơn quý khách hàng đã bớt chút thời gian quan tâm theo dõi các mẫu mã và học hỏi chữ Hán nôm, ý nghĩa đều được cơ sở cập nhật qua từng video. Đồ gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua. Và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm các thông tin mới nhất.